Tây Nguyên vẫn luôn được nhắc tới là mảnh đất kiên cường, anh dũng trong đấu tranh. Và ngày hôm nay, buôn làng Tây Nguyên lại chứng kiến sự đổi thay mạnh mẽ trong đời sống của bà con. Và trong dòng chảy ấy, phải kể tới sự chung tay góp sức không ngơi nghỉ từ những người đảng viên gương mẫu của buôn làng. Nhắc tới ông Rơ Lan Góc, người dân xã biên giới Yao của huyện Chakrai, tỉnh Gia Lai, ai cũng coi ông như một hình mẫu của sự uy tín, tôn trọng. Thủa trẻ thì ông làm du kích, lớn lên thì ông đi bộ đội. Ông dành trọn vẹn thanh xuân của mình cho cách mạng, cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của đất nước. Ngày hôm nay, khi mắt đã mờ, tai nghe đã không còn rõ, thế nhưng những năm tháng sống, chiến đấu ngoan cường cho độc lập dân tộc, ông không thể nào quên. Năm 60, nó, nó, cái địch nó bắt nó, nó, đốt cái đây mà đốt này. này tôi nó khó khăn, nó có sổ mình nó trả nếu mà tôi khai đó nếu mà các làng của nào chết đấy tôi và chịu khó khăn nếu mà tôi uh, chịu chết một mình thôi không có khai cho ai đâu người đàn ông Serai này mới vinh dự được nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng vào năm ngoái cả cuộc đời của ông là cả một đời học tập và làm theo tấm gương đạo đức của bác hồ từ khi trẻ cho tới khi mái đầu đã bạc cũng vậy. Ông Roland gốc luôn tin vào lý tưởng mình đã chọn lựa. Nên luôn luôn có bác hồ ta theo đường của bác hồ đi, đường theo có bác hồ giải. Bác hồ là nhân trong cờ dân tộc chỉ đại mình. Những đảng viên của buôn làng trở thành điểm tựa tinh thần cho bà con để có bất cứ công việc lớn nhỏ muốn tìm hiểu chủ trương, chính sách của Đảng, của nhà nước thì bà con cũng sẽ tìm gặp những người đảng viên ưu tú. Với tình yêu tổ quốc sắt son, ông Roland Guck đang tiếp tục truyền ngọn lửa nhiệt huyết ấy cho những thế hệ tiếp theo của mình. Tôi cũng là đảng viên nhưng là thứ nhất là học tập là chính, cùng làm theo tâm cương đạo đức của bác Hồ. Và ngoài ra còn là mình làm một cốc độ đảng viên mình còn tuyên truyền cho bà con coi những cái cái hai cái đẹp cũng là gọi là tinh thần yêu nước là chính. Ở lâu nay người địa phương là có cái sự đoàn kết rồi là đụng bọc chia sẻ có cái mối quan hệ gắn kết rất tốt giúp nhau ngoài phát triển kinh tế xã hội ra thì cũng trong mối quan hệ xã hội như là lúc ôm đau hoạn nạn thì cũng chia sẻ động viên nhau giúp nhau vượt qua những khó khăn xã Yao, tới nay có hơn 200 đảng viên với nhiều dân tộc như Dơ Rai, Thái, Tẩy, Khơ Mú. Là một xã biên giới của tỉnh Gia Lai, người dân xã Yao chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp. Bà con nơi đây tự hào vì 9 trên 9 thôn làng đều đạt danh hiệu thôn làng văn hóa.